Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Buồn như con chuồn chuồn, chán như là con gian. Trời ơi mấy bạn ơi, buồn quá trời buồn, chán ơi là chán luôn các bạn ơi. Tính ra là Phong gọi là mấy ngày nay vô Minecraft đi vòng vòng trong làng Hero Team mà Phong không biết làm gì hết trơn luôn á. Tại vì á, Phong đã chơi Minecraft quá lâu rồi, ngày nào cũng Minecraft hết. Không biết ở trên mạng bây giờ có game gì vui vui để chơi không ha. Mà đặc biệt á là game nó phải là game đẹp nha, hình ảnh phải thật là đẹp nè. Tiếp theo nữa là phải chơi trên điện thoại nữa, để Phong có thể đi khắp nơi mà vẫn có thể chơi game được các bạn ơi. Không biết có game gì không ta, đâu để mình lên mạng mình sờ thử nha. À, game đẹp chơi trên điện thoại, ok ghi thử nè, đâu để coi có game gì không nha. Ui rồi ôi, what the hell, trên đời này có một cái tựa game mobi trên điện thoại mà đồ họa nó đỉnh cao như vậy luôn hả bạn. Các bạn nhìn nè, tôi không tin đây là game ở trên điện thoại luôn á bạn ơi. Từ nhân vật cho đến bối cảnh của trò chơi phải nói là full HD 4K luôn á bạn ơi. What, game này có thật không vậy? Tất nhiên là có thật rồi, đây là một tựa game mobi hiện tại đang rất hot và có đồ họa nhân vật bối cảnh phải nói là siêu đỉnh cao luôn. Game có 4 class nhân vật bao gồm chiến sĩ, sát thủ, pháp sư và xạ thủ. Và nếu như mình là người chơi thì chắc chắn mình sẽ chọn pháp sư, bởi vì mình muốn có một chút gì đó nó hơi hướng về phép thuật một tí đó bạn. Bao ngầu luôn. Game có chế độ lên cấp cực nhanh, các bạn có thể cày level mọi lúc mọi nơi và sẽ có rất là nhiều những nguồn nguyên liệu miễn phí để các bạn có thể nâng cấp vũ khí một cách thoải mái. Game có rất nhiều chế độ chơi như ba đồ Royal, quy mô đa vũ trụ, các bạn có thể solo và chiến đấu cùng với những người chơi ở vũ trụ khác. Và ngoài ra các bạn còn có thể chơi chung cùng với bạn bè, cùng với anh em tốt, xây dựng bang phái ở trong game. Còn nếu bạn là một người chơi cô đơn, chơi một mình FA không có bạn đồng hành thì yên tâm, game có rất nhiều thú cưỡi để các bạn có thể lựa chọn làm bạn đồng hành. Chúng sẽ giúp cho các bạn di chuyển nhanh hơn ở trong game và có thể sử dụng làm vũ khí chiến đấu khi cần thiết hoặc là những lúc nguy hiểm. Tựa game sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3 này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay từ bây giờ để có thể nhận được thêm nhiều phần quà hấp dẫn và đặc biệt đến từ tựa game nè các bạn ơi. Link tải game mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận. Các bạn đừng quên là hãy tải về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Tải ngay nè các bạn ơi. Wow, game hay quá trời hay, đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi được, một tí nữa mình phải mượn điện thoại Sammy để mình tải game đó về, mình chơi thử mới được. Ok, thôi, còn bây giờ thì chắc là lên trên YouTube để coi coi mấy bạn fan đang comment yêu cầu mình làm gì để mình làm cho bạn fan nè, để lên xem coi có gì làm nha. Hay, không biết mấy bạn fan comment gì ta. Ủa, có comment gì đây? Anh ơi, anh và chị Sammy hãy quay trở lại Mini World để làm về Mini World đi. Em nhớ game Mini World quá hả? Ừ ha, tính ra bạn này comment xong tiện mình cũng thấy hơi nhớ nhớ game Mini World mấy bạn ơi. Nếu những bạn nào á mà là fan cứng của mình với lại Hero Team á thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết, trước khi bọn mình làm Minecraft thì bọn mình đã có làm về game Mini World. Ai, và tự nhiên hôm nay có bạn nhắc về game Mini World cái mình cũng thấy hơi nhớ nhớ ta. Hay là bữa nay mình thử gọi là mình không chơi Minecraft nữa mà mình rủ Sammy quay trở lại Mini World để gọi là đi tham quan một vòng làng Hero Team trong Mini World ta. Tự nhiên mình cũng nhớ làng Hero Team trong Mini World quá. Ok, thôi được. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái thử thách, đó chính là quay trở lại làng Hero Team trong Mini World nha các bạn nha. Ok, đi thôi. Đặt cái này ở đây, sau đó thêm cái này nữa. Rồi, ten 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 ten. Cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cánh cổng rồi các bạn ơi. Ông làm gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên mà quýnh tôi? Hả? Ông kêu tung ra đây để tôi gọi là nhìn gì, bây giờ ông làm gì vậy, đang xây gì vậy? Trời ơi, Sammy không biết gì hết trơn. Sammy nhìn cái cổng như thế này, nguyên cái chữ to đùng phía trên mà Sammy không biết là gì sao? Đây, xin giới thiệu với Sammy, đây chính là cảnh cổng Mini World. Cảnh cổng Mini World hả? Quá ông tàu được luôn hả, xịn vậy? Đúng rồi, đây chính là cánh cổng Mini World. Sam có biết tại sao mà tự nhiên hôm nay Phong lại xây cánh cổng Mini World không? Không biết sao, chứ nói sao biết được. Không biết đúng không? Đó là bởi vì á, thì hôm nay á, Phong có coi một cái comment ở trên YouTube á, thì có rất là nhiều bạn comment bảo Phong rằng là anh Phong ơi, anh hãy quay trở lại làm Mini World đi. Đó, bởi vậy cho nên á, là Phong muốn chiều ý mấy bạn, cho nên Phong đã quyết định Phong xây một cái cánh cổng Mini World để đưa hai đứa bọn mình quay trở lại Mini World để tham quan, thăm lại làng Hero Team ở Mini World, hiểu không? Trời ơi, ông trở về cái hồi 2019 luôn hả? Được luôn. Đúng rồi. Sao được? Được chứ. Cánh cổng này bây giờ chúng ta chỉ cần đi qua thôi là chúng ta sẽ quay trở lại ngôi làng Mini World của năm 2019, 2020. Ghê chưa? Ôi, nhớ quá à. Là mấy năm trước đúng không ta? Là mấy đúng năm trước rồi. Ta. Ôi, xỉn quá à. Rồi, ok. Thôi, bây giờ không có nhiều nữa, không đợi mấy bạn fan chờ đợi nữa. Bây giờ mình cùng với lại Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau quay trở về ngôi làng Hero Team ở trong Mini World cách đây mấy năm trước nha. Ok, còn chân kỳ nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thôi. 1, 2,
bạn ơi, mấy bạn giờ nữa nè. Trời mấy bạn ơi, bạn nhìn thấy phong cảnh này có quen thuộc không các bạn? Chúng ta đã quay trở lại với Mini World rồi mấy bạn ơi. Yeah. Trời ơi, nhà có phong ơi. Thôi, tôi nói thiệt luôn nha là lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại thế giới Minecraft á mấy bạn ơi. Bạn nhìn nè, trời ơi, đây chính là Mini World làng. À nhầm, quay trở lại Mini World, tôi quên. Tôi mới quay trở lại thế giới Minecraft á mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi, mình chơi Minecraft nhiều quá xong giờ mình không phân biệt được cái nào là Mini World, cái nào là Minecraft luôn bạn ơi. Ê mà Phong ơi, gì nông cưng quá à. Nè, dễ thương, dễ sợ luôn hả? Tôi dễ thương đó, đúng không? À, mấy bạn à, mấy bạn nào mà là fan cứng của Phong với Sam á thì chắc mấy bạn sẽ nhớ đến cái bộ đồ này của mình với lại Sammy đúng không? Đâu, để Phong coi bộ đồ Sammy đâu. Đâu, Sammy đây. Ai, quay vòng vòng tròn. Anh hứa là yêu em suốt đời, yêu lắm đó nha. Anh hứa là sẽ không nuốt lời, điều mới nói ra. Muốn nói là thương em quá trời, nhung nhớ quá ta. Và sẽ bên em đến cuối đời, không muốn cách xa. Dễ thương quá ta. Đấy, à mà quên, có bạn nào á mà gọi là sao ta, à, để ý cái skin của mình với Sammy á, bạn nào mà là fan cứng thì mới để ý rằng là mình với Sammy có một cái điểm rất là giống nhau. Đố mấy bạn điểm đó là điểm gì nè, bây giờ bạn hãy thử đoán thôi nha. Mình sẽ cho bạn 5 phút để bạn đoán thử coi skin Mini World của mình và Sammy giống nhau chỗ nào nha, chuẩn bị nha. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mình sẽ trả lời luôn. Nếu như bạn nào nói rằng là giống nhau ở cái ba lô thì bạn đã đúng rồi nha. Đây, bạn coi nè, đó. Mình với Sammy á, có chung một cái ba lô hình con gấu bạn ơi. Cực kỳ đáng yêu luôn. Ấy, thì nói chung á là hôm nay mình và Sammy, bọn mình đã quay trở lại Mini World. À không phải là quay trở lại Mini World mà quay trở lại để thăm thôi nha các bạn nha. Chứ bọn mình quay video thì vẫn là quay Minecraft nha. Nhưng mà vì mấy bạn yêu cầu mình là quay trở lại Mini World để xem lại làng Mini World, cho nên hôm nay mình mới quyết định quay trở lại làng Mini World. Phong ơi, lỡ có bạn nào muốn thách mình làm video về Mini World thì mình phải có cái thử thách gì đúng không? Lỡ có nhiều bạn yêu cầu sao bây giờ cho cái gì đó đi để mấy bạn cùng xem video Mini World của tụi mình. Đúng rồi, bây giờ nếu như bạn nào mà muốn Phong với Sam làm video về Mini World thì bạn hãy thử cho video này được bao nhiêu like, Sam bao nhiêu like? 50.000 like hả? Ồ, ok. Nếu như mà video này đạt được 50.000 like thì Phong sẽ làm thêm một video Mini World nữa cho bạn xem nha. Đó, để xem coi mấy bạn yêu cầu Phong làm Mini World nhiều không nào. Để coi bạn nào mà là fan cứng của Mini World, coi mấy bạn có được 50.000 like không nha. Ồ, ok. Rồi, thôi, thì bây giờ từ nãy giờ chúng ta nói nhiều quá. Bây giờ chúng ta phải đi tham quan lại ngôi làng của chúng ta đi. Tại vì chúng ta, mục đích của chúng ta quay trở lại Mini World là để đi thăm lại ngôi làng mà đúng không? Ok. Đúng rồi. Đây. Nhớ quá. Sao, ủa có gì? Bên dưới đây có cái dụng nước nè. Đây mình nhảy xuống dụng nước đi. Trời ơi, tôi nhớ dụng nước này quá trời luôn. Chỗ này mà hay câu cá phải không nhớ không? Đúng rồi. Đây, lên đây. Ok. Wow. Trời ơi bạn ơi, đây chính là Gaming House của Hero Team nè. Ông Gaming House trong Mini World. Trời, mình lại tính nói Minecraft nữa rồi. Mini World với Minecraft các bạn ơi. Đó, đây là Gaming House của gọi là Hero Team trong Mini World nè các bạn. Ôi, sao còn nhớ chỗ này không? Đâu, chỗ này nào? Chỗ này nè. Nhớ, trời ơi, quá trời nhớ luôn chứ sao. Chỗ này là cái đài phun nước của làng mình á. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi mới quay trở lại để tôi thăm cái đài phun nước nè. Mấy bạn nào mà hay xem video Mini World của Phong á thì Phong nghĩ rằng chắc mấy bạn cũng nhớ rằng là có những video Phong rất là hay bơi ở trong cái hồ này đúng không bạn? Đó, đúng giờ rồi. Phong bơi ở trong nhà không tắm ngoài gì đó, chỗ này kỳ cục dễ sợ. Không bao giờ Phong tắm ở trong nhà mà Phong lúc nào đi bơi Phong cũng ra ngoài cái hồ này Phong bơi hết trơn á. Đây là cái đài phun nước nha bạn nha. Ok, đẹp rồi quá. Ui, tiếp theo chúng ta cần phải thăm, đó chính là phải là thăm nhà của trưởng team Sammy ạ. Nhà của Mr. Vịt Bầu. Ê, nhưng mà sao tôi thấy cái nhà này tôi không thích nha. Tôi thích cái nhà của Dịch mà cái nhà màu vàng vàng mà ngày xưa á, cái nhà ngày xưa á đẹp hơn á. Bạn nào còn nhớ cái nhà ngày xưa của Dịch không? Cái nhà ngày xưa của Dịch á là nó đơn giản mà nó đẹp hơn nhiều. Còn cái nhà hiện đại rồi, coi nó không nhìn nó không còn đẹp như ngày xưa nữa. Ở đi vô coi ông Dịch ông có trang trí hay gì ông ta, lâu lắm rồi mới vô lại Mini World á. Trời ông lười quá, ông không chịu trang trí gì hết trơn luôn bạn ơi. Ơi, sạch banh nè. Không biết sao ông dọn đồ qua bên Minecraft, ông dọn hết luôn hiểu không? Ông dọn sạch luôn. Ông dọn đồ qua Minecraft rồi hả? Trời ơi. Hay, nói chung á là cái nhà này của Dịch á thì mình thấy cũng đẹp á, nhưng mà mình thích cái nhà cũ hơn mấy bạn ơi. Đúng rồi. Rồi bây giờ thăm nhà của trưởng team xong rồi nè, thì bây giờ chúng ta phải đi thăm căn nhà tiếp theo, đó chính là nhà của mình và Sammy. Trời ơi, thích quá. Đây chính là nhà này nhất nè, thích nhà này nhất nè.
À nhà này hả? Trời ơi, nhà này là nhà của bé Cam mà bà chui vô làm gì vậy bà nội? Để ra ngoài đi. Đây. Đây là căn nhà của mình và Sammy. Thì nếu như những bạn nào mà là fan cứng của mình và Sammy trong cái thời gian mà mình làm mini world á thì chắc các bạn cũng biết rằng là mình với Sammy á là hai đứa mình sống chung một nhà chứ hai đứa mình không có sống riêng như ở bên Minecraft. Bên Minecraft á thì mình với Sam mỗi người một nhà, còn bên gọi là mini world thì mình với Sam sống chung nha các bạn nha. Đó, thế chính là nhà của bọn mình à. Đâu đi chui vô xem coi, nhớ quá nhớ quá. Chính xác là tôi ở ké, Phong cũng có nhà, tôi ở ké không á. Ờ đúng rồi, Sam không có nhà cho nên Sam ở ké mình đó bạn ơi. Ok. Ui, Sam ơi, Sam nhìn nè. Tôi ở cái toilet như thôi. Cái toilet huyền thoại luôn, cái toilet này là cái toilet mà ngày xưa lúc mà tôi đang đi tắm cái tiệc bà mở cửa bà xông vô á, xong đầu tôi khóc quá trời mà nhớ không? Ui trời ơi. Trời ơi, ai dễ gì ông lấy kim cương tôi vô tôi đòi chứ sao. Trời ơi bà kỳ cục ghê luôn á. Đây, ở chỗ này nè là Phong có để cái hình cái bánh pizza gì nhầm. Bánh này là bánh hamburger chứ phải pizza nhầm. Đây, cái bánh hamburger nè bạn, thì chắc mấy bạn nào xem video các bạn cũng nhớ đúng không? Bởi vì Phong là một người rất thích ăn hamburger cho nên á là Phong để cái hamburger ở đây lâu lắm luôn rồi đó. Trang trí nè. Ờ ok. Rồi đẹp tiếp quá. Theo. Ờ cái này là cái lò sưởi nè Sam. Ui. Ê cái đèn nó nâng cấp kìa, đẹp vậy? Wow, cái đèn bây giờ nó nâng cấp thành một cái cục gì đó nhìn xịn quá vậy ta. Wow, ok, thôi mình lên trên xem coi, tôi nhớ vàng PC của tôi quá. Tôi cũng nhớ. Ơi, vàng PC của tôi nè. Dễ thương quá, vàng PC của tôi nè, vàng PC cá mập xe baby shark đây. Đây là vàng PC cá mập của Sammy nữa bạn ơi, còn bên này là vàng PC cá heo của mình. Trời ơi, mình nhớ quá, để ngồi lên thử coi. Ôi trời ơi. Tôi ngồi ông nhờ đây, tôi nhớ hồi đó nha ông. Ông nhớ không? Hồi đó là tôi hay lên đây tôi chơi, tôi nói ông là ông có chơi game hoài á, nhớ không? À đúng rồi. Ơi sao tôi nhìn cái cảnh này tôi nhớ quá ta, hay giờ mình diễn lại thử cái cảnh đó đi sao? Mình diễn thử cảnh đi. Tôi okay. Giận nha, tôi giận. Ôi cái gì? Ai? Ủa sao cái gì vậy Sam? Sao Sam đập nhà tôi? Tôi lộ, tôi bây giờ tay tôi tự nhiên đập hoài vậy? Em giúp tôi ơi. Ủa sao tiền bà đập nhà tôi vậy? Bà này kỳ cục vô văn quá. Ơi đập. Ừ biết tôi tay cái gì đập hoài chứ bà nói. Nè nha, bà giận tôi cái gì thì bà giận chứ bà đừng có đập nhà tôi vậy nha. Cái tay tôi bị cái gì Phong, tay tôi bị cái rồi, gì xong cứu luôn tôi. Rồi xong luôn, Sammy vào trong mini world, tay Sam nó quýnh, nó tự động nó quýnh luôn bạn ơi. Rồi xong rồi, xong luôn. Rồi ok, bây giờ là tôi là tôi sẽ lên phía trên nè. Là bình thường á là hay quay video là Phong sẽ ngồi ở trên vàng PC của Phong đó, sau đó Sam sẽ lên Sam la Phong. Ok rồi Phong ngồi đây nè, chơi game bấm chơi game đó. Rồi Sammy đang dọn dẹp phòng tức quá không có ai phụ lên nè. Rồi Sammy bắt đầu lên nè. Phong cộng, ông đang làm gì vậy? À? Ôi trời, vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, tôi đang chơi game. À không, tôi đang quay video cho mấy bạn fan xem nè. Cái gì vậy Sam? Quay video vậy? Trời ơi, lúc nào ông cũng chơi game biết là không phụ tôi cái nhà này, tôi sống mình hay sao vậy? Bắt tôi dọn hoài vậy hả? Tức quá. Trời ơi, y hệt ngày xưa luôn bạn ơi. Ôi, tôi sao mà tự nhiên xong rồi tôi thấy cái cảnh này xong tôi lại muốn quay trở lại mini world quá ta. Sammy có giống tôi không? Giống lắm luôn á, hồi đó vui lắm luôn Phong. Chơi sao tự nhiên tôi muốn quay trở lại mini world quá ta. Không biết có bạn nào muốn Phong với sao quay trở lại mini world không ta. Muốn thì nhớ comment nha, để lại video này 50.000 like nha. Ok. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới đi Sam, đi xuống dưới. Rồi xuống xem thấy còn nhiều gì không. À khoan, từ. Cái nhà này của tôi nhớ nó có một cái chỗ rất là đặc biệt mà từ nãy giờ hai đứa mình chưa review. Chỗ nào ta? Đây đi theo tôi đây. Cái chỗ mà tôi nói là đây nè. Trời ơi, cái toilet là có căn phòng bí mật mà ông nhớ hả? Ừ ha, trời ơi, cái căn phòng bí mật mà hồi đó ông giấu bí mật của ông dưới nè. Đúng rồi. Trời ơi bạn ơi, nếu như bạn nào mà là fan cứng của mình á thì chỉ có fan cứng mới biết thôi nha. Đúng đó rồi, chính là bọn mình á có một cái căn hầm bí mật ở trong toilet. Đó, thì mình không hiểu sao mình lại xây trong toilet nữa bạn ơi. Thì ở đây nè nó có. Trời ơi, trong đây ghê quá, chỗ này là cái chỗ mà cái lần Mr. Dịch bị bắt cóc nữa bạn. Thôi sợ quá. Ủa à, tôi nhớ cái chỗ này là ông cho tôi là mấy cái bằng chân giả tay giả ông. Đúng là rồi. Mà trời thật dễ mấy sợ bàn, á. Mấy cái bàn chân giả tay giả của con mannequin á, xong tôi bảo rằng anh Dịch bị bắt cóc á, đó nhớ không? Ok, rồi. Trời nhớ quá trời luôn, cái gì bây giờ cái gì cũng là kỷ niệm hết đó Phong. Quý vậy sao? Ra ngoài đây. Ok, rồi, chúng ta thăm nhà chúng ta xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với nhà thành viên tiếp theo. Rồi thì cái nhà tiếp theo mà chúng ta sẽ review đó chính là nhà hàng xóm của mình, đó chính là nhà của Camu. Yeah. Đó. Nhà của Camu à, cô này. Đơn các bạn ơi. Ok thì mình ủa gì đây? Sao trước nhà Camu có cái chuồng của gì đây? Chuồng của con cún hả? Rồi. Ừ. Ủa? Cây vậy? Tôi nhớ là Camu đâu có nuôi cái con gì đâu ta. Thôi kệ đi, vô nhà đi. Ai biết, vô xem thử thôi. Ôi, nhà của Camu tôi nhớ ngày xưa là ít đồ lắm mà ta, sao bây giờ nâng cấp dữ vậy ta nè. Có bếp ga nè, có lò nướng nè, rồi bàn ghế. Ui, ôi, sao, lại đây,
Trong mấy cái bình này có mấy con bướm nè. Wow, con bướm đẹp trời quá. Đẹp vậy ta, có hình chiếc lá để làm gọi là chanh nữa nè. Trời xịn dữ á trời. Đâu để vô coi. À cái này là toilet. Ôi, toilet. Trời ơi. Ê, tôi nhớ là nhà Camui ngày xưa là không có toilet nha. Bây giờ có toilet này nè. Đó. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp theo lên trên lầu nha bạn nha. Lên trên lầu thì ở trên lầu mình nhớ là có dàn PC của Camui. Đây, dàn PC cà rốt của Camui nè mấy bạn ơi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trời, sao mà tôi vào đây tôi vào Mini World tôi nhớ nhất là cái dàn PC á mọi người. Đó thì đây là dàn PC của Camui nè. Đó. Ngày xưa cái dàn PC này là tôi nhớ hình như là tôi với anh Dịch là xây tặng cho mọi người á. Đó. Ok. Rồi. Em còn PC của tôi là ai xây ta? Tôi xây hả ta? Không, PC của Sammy hình như là Dịch xây hay sao á, còn PC của những người còn lại là tôi nhớ hình như là có trong đó là có Phong xây cũng hơi nhiều luôn á. Ok. Rồi. Tiếp theo nữa. À, đúng rồi, quên. Nhà của em gái bà, mèo Simi, đúng rồi. Ồ, đúng rồi, đây là ngôi nhà mà mỗi lần tôi giận ông, tôi qua đây tôi ở nè. Đúng rồi, lần nào mà Sammy giận mình là Sammy sẽ qua bên nhà của Simi để gọi là ở ké hết bạn ơi. Đó. Còn còn nhà Simi đối với mình thì là một cái nơi để mình đến mình ăn ké và không cần trả tiền. Trời ơi, lần nào mình qua đây xong mình ăn xong mình cũng chạy trốn về nhà hết bạn ơi, mình kỳ ghê luôn. Đây, wow. Trời ơi sao tôi nhớ quá ta, đây là quán trà sữa của Simi nè. Đúng rồi, Sim thời còn bán trà sữa chân châu nè đó. Đúng rồi, mà sao có nhớ gì không? Nè, tôi nhớ có một cái điểm này rất là đặc biệt mà chắc chắn chỉ có fan cứng mới nhớ thôi. Đó chính là cái quán trà sữa của Simi á, thực chất nó chính là một cái hồ bơi ở bên dưới. Đây, mình sẽ cho bạn xem nha, đây chắc chắn có hồ bơi bên dưới nè. Có nhà phòng gì ta, cái này là có hồ bơi đây, thấy không? Có nè, hồ bơi nè, hồ bơi nè, đó có hồ bơi bên em dưới nha. Em biết luôn á, tôi không biết luôn á, sao không biết vậy? Trời ơi, tại vì tôi chơi Mini World, tôi quay Mini World chung với Simi từ rất là lâu rồi cho nên tôi biết là đúng rồi. Ê, có cá bên dưới nữa nè Sam. Trời ơi sạch sòn một người vậy. Okay. Sao rồi, ui, nhà của bé mưa nè. Ồ, trời ơi. Đẹp quá. Ok, rồi chúng ta sẽ đi vô trong nha. Bên trong thì sẽ có dàn PC của Simi. Ủa? Ở trời, ở đâu ra cái đầu của con gì to đùng vậy? Ủa đầu bé Simi mà, tao nhìn thấy cái đầu bé Simi nè, ông thấy không? Đây không, tôi thấy cái đầu rồi, đầu của con gì, con gấu hay sao á. Đây, nè, cái này là dàn PC của Simi nữa bạn ơi, còn bên này là dàn PC của Cai Rõn. Đó, ok. Ủa, hồi đó Cai Rõn với Simi cũng ở chung mà đúng không? Có ở đúng riêng rồi. Đâu. Không. Simi với Kairon ngày xưa là ở chung đó, cho nên là cho nên là để chung với nhau đó, còn mà qua bên Minecraft thì mới ở riêng thôi. Ôi, có cái TV nữa nè, xịn quá ta. Ok rồi. Hey, tính ra là vào trong đây xong mình nhìn thấy cái gì mình cũng nhớ hết trơn các bạn ơi. Ok. Tiếp theo nữa là chúng ta ơi, cái này là quán ăn của Dịch nè, mà cái này chắc không cần review đâu, các bạn cũng nhớ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Siro. Căn nhà, ngôi nhà gọi là giàu nhất, to nhất ở trong làng mình. Bởi vì nhà này là có Lamborghini nha các bạn nha. Đây, mình cho bạn xem. Đây, chiếc Lamborghini của Siro nữa bạn. Trời ơi. Ông nhà là người duy nhất của cái làng này có luôn á Phong. Đúng rồi, ông là người duy nhất trong làng là có Lamborghini luôn nha các bạn. Sao mày? Tôi lỡ tay, tôi đặt. Trời ơi, sức niêm đầu của Lamborghini rồi. Trời ơi. Chạy lẹ. Kiểu này tôi không có tiền tôi đền đâu. Trời ơi, tôi không có tiền tôi đền đâu nha. Chạy. Đây. Đó, thì đây là nhà của Siro nè bạn ơi. Tôi không biết gì hết nha. Tụi mình lương lẹo quá, tụi mình lương lẹo quá Phong ơi, chết rồi. Tại sao lại nói nhà Siro là nhà giàu nhất? Bởi vì nhà Siro là nhà duy nhất có gọi là sao ta? Máy lạnh. Đó, máy lạnh nè. Rồi tiếp theo nữa là gì ta? Nhà bếp cũng xịn nữa nè. Trời ơi. Ê Phong ơi, ra đây xem nè. Ghế mạ vàng nè, nhà đâu, đâu, mạ vàng nè. Đây, trời ơi, xịn chưa? Trời ơi, ghế mạ vàng luôn. Trời ơi, tivi to dữ vậy. Wow. Trời ơi, coi mà lé mắt luôn á. Ở trên đây thì sẽ là gọi là phòng ngủ với phòng làm việc của Siro thì phải. Trời ơi, có cái dàn PC của ổng nè bạn. Trời ơi, nhìn mà nhức nách chưa? Tôi nhìn mà tôi sợ luôn bạn. Đây, cái ghế hình như ngồi được luôn nè. Trời ơi. Các bạn nhìn dàn PC của Siro đó bạn. Trời ơi. Nó bự, ấy là bự, nó bự nhất luôn á. Trời, có hai màn hình luôn đó bạn, xịn thật sự. Trời, có cái thùng PC. Ê, coi cái wifi kìa Phong, có wifi kìa, có wifi luôn rồi chứ. Đâu? Nhà mình đâu có wifi luôn. Góc kia kìa, trên đâu. Có nguyên cái cục wifi luôn nè. Trời ơi, còn ở đây là máy lạnh. Trời ơi, nhà Siro giàu quá trời giàu luôn. Ghê ok. Quá, ghê quá. Ủa, ở trên lầu này còn nổi. Gì nữa không? Ừ. Này, có. Trên lầu thì hết rồi, trên lầu không có gì hết trơn á. Rồi, nói chung đây là nhà của Siro á bạn ơi. Thì á, có bạn nào giống Phong hay không? Nhưng mà Phong á, thì Phong thích cái nhà mà hình cái đầu con sói ngày xưa của Siro hơn. Cái nhà hình đầu con sói nhìn nó đẹp hơn cái nhà này nhiều, đúng không các bạn? Đó,
Nếu như bạn nào mà là fan cứng thì chắc chắn sẽ nhớ cái nhà hình đầu con sói đó. Chỉ có fan cứng mới biết thôi, tại nhà lâu lắm rồi. Ok. Đẹp quá. Ủa, còn sao? còn nhà ông đi đi rửa thêm đi. Trời ơi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi thăm nhà của Mimi. Đúng rồi, nhà Mimi. Yeah. Nhà Mimi thì bây giờ là trầm quá trời hoa luôn bạn ơi. Wow. Hoa là khỏe quá trời. Trời ơi, đây dàn PC của Mimi nè. Ủa, mà Mimi là con heo mà ta sao dàn PC lại là hình con mèo nha. Ừ, cũng lạ ghê luôn á. Ok. À, nói chung là đây, nhà của Mimi gì? Thì cũng bình thường, cũng không có toàn gì. Toàn đồ ăn không vậy? Ừ, toàn đồ ăn không à. Nhà ấy không mà toàn đồ ăn thức uống không vậy? Ok, thôi, à, mình đi tiếp Sam ơi. Hey. Ê, Phong ơi, ông nhốt tôi vậy, tôi không mở cửa được đâu, Phong ơi, cứu tôi. Cái gì? Không mở cửa được. Tôi không mở được. Trời ơi, cái tay của bà bị ngắn hay gì mà mở cửa không được vậy? Ok. Ai biết đâu. Rồi, tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến... À, đúng rồi, tôi còn nhớ một cái nhà này. Nhà này là nhà của một cái người rất là quen thuộc luôn, mà chắc chắn là chỉ có fan cứng mới biết đó. Từ nãy giờ mình chỉ nhắc đến fan cứng thôi, tại vì chỉ có fan cứng mới biết. Ở trên là nhà của một người bác. Đố với bạn là bác gì nè, mấy bạn có 5 giây để trả lời nha. Bác gì các bạn ơi? 5 4 3 2 1 Rồi, nếu như bạn nào mà trả lời là nhà của bác thợ rèn thì các bạn đã đoán đúng rồi đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của bác thợ rèn nha. Giờ bác quá. Đây, bác thợ rèn đây. Trời ơi. Dạ, con chào bác thợ rèn. Dạ, này con cúi đầu chào bác à. Ờ, Sam cúi đầu chào bác nha lên. Dạ, chào bác à. Đó, thôi, nếu như những bạn nào mà xem video bằng mình, chắc chắn các bạn cũng đã quá quen thuộc với bác thợ rèn rồi. Bác thợ rèn là một người rất là hay gọi là chế tạo vũ khí nè, và giao nhiệm vụ cho mình với lại mọi người thành viên của Hero Team. Và ngày xưa bạn nhà của bác thợ rèn là do anh Mr. Dịch xây, cho nên là bác thợ rèn rất là thương mọi người trong Hero Team luôn đó, đặc biệt là anh Dịch. Ok, dạ thôi, hôm nay con với Sammy quay trở về làng để thăm làng. Giờ thưa bác, con đi nha, tạm biệt bác. Dạ, okay. Ba con đi ạ. À. Ờ, đi thôi. Rồi, tiếp theo nữa để xem coi. Đây, tiếp theo nữa là phải nhắc đến, đó chính là trường học của chúng ta. Đây, đây chính là trường học của chúng ta. Đây là trường học nhỏ ngày đây xưa nha bạn nha. Đúng không? Ờ, trường học cũ. Ngày xưa là bọn mình có một cái trường học bé tí tẹo thế này thôi bạn ơi, nhưng mà mai mốt thì Dịch lại xây cái trường học to hơn nữa đó. Ở bên đây thì chúng ta có đồn công an, đồn cảnh sát. Đây, à không, cái này là bệnh viện. Đây là cái này có bệnh viện nè. Hospital. Đó, đúng rồi. Ngày xưa Phong hay ăn nhiều quá, Phong bị đau bụng, Phong hay đến bệnh viện lắm bạn ơi. Ok. Rồi. Tiệm KFC. Trời ơi. Chỗ này là chỗ mà Phong thích nhất nữa bạn ơi. Phong là Phong đặc biệt thích KFC nha. Đây. Ủa mà cái anh bán KFC đâu mất tiêu ta, anh đi đâu rồi ta? Quá trời đồ ăn luôn. Ở ngày xưa là Phong với Dịch hay đến đây ăn lắm. Mà cái chỗ này đặc biệt hơn nữa nè. Cái chỗ này là cái nhà vệ sinh mà ngày xưa Phong rất là hay trốn. Sammy, Phong trốn ở đây không? Ok. Rồi bây giờ tiếp theo nữa sẽ là đây, đây là đồn công an nha, đồn công an, đồn cảnh sát nè. Thì ngày xưa trong đây á là Phong nhớ là mấy cái ngục là nằm bên dưới đây. Đây, có nhà tù màu hồng luôn thì phải. À đây đây đây, nhà tù màu hồng. À, nhà tù màu hồng nha các bạn nha. Cái nhà tù này ngày xưa là hay dùng để nhốt con ngựa mặt ngu lắm bạn ơi. Các bạn biết ngựa mặt ngu không? Chỉ có fan cứng mới biết thôi. À. Ok. Rồi, thì chúng ta đã review xong. Một đống rồi đó. Quá, ông không mở cửa cho tôi vô luôn á, tôi đứng lên tôi nhảy như con khùng luôn á. Tức chó. Trời bây giờ. Sao bây giờ mới mở cửa? À! Tôi nhốt sao? Mở, tôi không có mở được cái gì hết. Trời ơi. Okay. Rồi. Đây, đây, đây mới là thứ đặc biệt nữa bạn ơi. Trường học của Hero Team phiên bản lớn nha. Đây, đây là trường học lớn nha bạn nha. Ủa, tôi tưởng Sam chạy vô không được. Đây, có cái này nè, trời có cái lỗ nè, ông vô duyên. Đây, đây là trường học của Hero Team nha các bạn nha. Bên đây là sân bóng đá nè, còn bên đây là sân bóng chuyền. Cái này hình như là Siro xây thì phải, nói chung là cũng chỉ là cái trường học thôi. Ok, chúng ta sẽ đi đến nơi khác. Đây, à đây, bên đây là ê, nhà của ơi, tổ dân. Từ hồi thuốc cân chở tôi đi được không? Ông có thuốc cân mà tôi nhớ thuốc cân trong người ông có mà ta. Thuốc cân hả? Đâu rồi, tôi xem coi. À đây, đây, tôi có thuốc cân nè. Đây, tôi sử dụng con này. Ủa cái con gì vậy? Đây chính là chấm chấm che của Doraemon. Chấm chấm che gì cái bắp gì đi 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 bộ vậy? Ôi trời ơi. Đó, Sam nhìn Phong bay nè. Ồ, ghê chưa? Ngầu chấm chấm che của Doraemon nha, không phải đùa đâu. Đỉnh quá rồi. Thôi, để Phong nhưng mà Phong có một cái điều này Phong hơi buồn Sam ơi. Đó chính là Phong á, Phong đã cố gắng rất là nhiều nhưng mà Phong vẫn chưa có được con Chocobo ở trong đây. Buồn dễ sợ. Ê trời trời, tôi còn không có luôn ông ơi. Ủa? Nói chuyện gì? Sam ơi, tôi bị gì vậy nè? Sao mà tôi ngồi trên không vậy? Trời đất, đất cái con luôn kìa. Tôi không xuống được. Tôi không xuống được. Tôi bị kẹt rồi. Kỳ vậy? Trời ơi, để tôi từ từ để tôi thử coi có gì. Ủa, không giúp được gì hết á.
Chết rồi, giờ tôi phải làm gì đây? Tôi bị kẹt trong phòng chung rồi. Bye bye, tôi đi đây. Sam ơi, cứu tôi đi. Hình như là tôi bị cái gì vậy Sam ơi? Tôi không di chuyển được. Trời ơi, tôi biết rồi, không bị gọi là chật khớp xương đúng không? Gọi là bị giật bẻ nè. Ok, đây tôi xuống được rồi, may quá, may quá trời may luôn. Rồi. Thích chỗ này quá. Đây, đây có một chỗ rất là đặc biệt, đó chính là sở thú Hero Team. Thì nếu như bạn nào mà cũng là fan cứng luôn thì chắc bạn cũng biết rằng là bọn mình có một cái sở thú. Đó, thì đây là chính là sở thú trong làng Hero Team nha các bạn nha. Nhưng mà sao hình như là cái sở thú này lâu quá không ai vô cho mấy con thú ăn, cho nên là bọn nó bị bỏ làng ra đi rồi, bọn nó bị đói và nó bỏ làng ra đi hết rồi. Giờ không còn con gì hết. Không còn con gì luôn. Tôi nhớ ngày xưa á. Tôi nhớ ngày xưa bên này nè, bên này là chỗ tôi nuôi cá heo nè, ở bên này nuôi gấu tuyết nè, bên này là nuôi cá mập nè, ở bên này nuôi vịt nè, bên kia là nuôi sói, ở bên đây trồng cà rốt nè, bên đây trồng cà rốt của ca mui nè. Ok. Mà mui là đặc biệt nhất luôn á, hiểu sao trồng trọt trong sở thú. Đúng rồi á. Rồi tiếp theo nữa để mình xem, cơ mình sẽ bay lên để mình xem xung quanh nha. Cái bộ nha. Chậm quá à, tất quá. Hay. Nói chung á bạn ơi, thì lâu lắm rồi bọn mình mới quay trở lại Mini World để khám phá ngôi làng. Thì mình không biết rằng mấy bạn có cảm thấy nhớ ngôi làng này hay không, chứ thực sự là Phong dạy hôm nay thì thực sự là Phong rất là nhớ ngôi làng này luôn các bạn ơi. Từng ngóc ngách trong ngôi làng á Phong đều nhớ hết luôn á nha. Ui, bên đây à, sao biết cái nhà của ai không? Nhà ai? Nhà này là gì ghê ghê vậy? Đây chính là nhà của gọi là tất cả những nhân vật phản diện nè, nhân vật kinh dị ở trong Mini World là ở trong nhà này hết. Đó. Tôi quên. Tôi nhớ đằng sau này còn một cái nhà nữa, từ tôi bay ra tôi xem. Sam ở đó đi, tôi bay một mình tôi ra đây thôi. Trời, tôi muốn bay qua này, tôi bay thì qua tôi cũng biết bay nha. Đây. Đây chính là cái nhà của ai ta, tôi quên mất tiêu rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ cái nhà của ai không? Chứ Phong thì Phong nhớ cái nhà này hình như là nhà của một cái nhân vật phản diện nào đó, mà hình như cái nhân vật này gọi là đã từng gọi là chiến đấu với Mr. Dịch thì phải. Đó, nhưng mà tôi không nhớ nhà của ai hết trơn à. Bạn nào nhớ nhớ comment lại cho mình biết nha. Ok. Rồi. Thì nói chung á thì bọn mình đã quay trở lại ngôi làng và đi tham quan hết cả cái ngôi làng này rồi. Ủa còn chỗ nào mình chưa tham quan không ta? À đúng rồi, siêu thị đúng rồi, chưa tham quan siêu thị. Phong ơi, còn một chỗ nữa, bãi biển đó Phong ơi, bãi biển. À bãi biển đúng rồi. Đây. Đây là siêu thị của bọn mình nè bạn ơi. Wow, siêu thị vẫn còn nhiều đồ quá ha. Vẫn là đồ ăn nè, rau củ nè, với lại tủ lạnh đồ nè. Đó, quá trời luôn. Bên này có cái mô hình nữa nè. Nhiều dễ sợ luôn á. Ok, bãi biển đúng rồi, Sam nói đúng nè. Bây giờ mình bay ra bãi biển đi sao? Rồi bây giờ hai đứa mình bay ra ngoài bãi biển để xem bãi biển nha các bạn nha. Đây, ở ngoài đây nè. Ồ, bãi biển của Hero Team. Chắc chắn là các bạn rất là nhớ bãi biển nè, tại vì bọn mình đã từng quay rất là nhiều video ngoài bãi biển này rồi. Đây. Đây chỗ này là cái chỗ mà bọn mình đứng lên đây xong mình sẽ nhảy xuống nè. Đó. Hui. Tùm đó. Cực kỳ đã luôn. Hey. Trời ơi, nhìn nhớ quá à. Từ cái ngóc ngách ở trong đây, tất cả mọi thứ mình nhớ hết luôn các bạn ơi. À đúng rồi, chắc chắn chỗ này có nhiều bạn nhớ nè. Bạn nào xem video của Phong với Sam mấy bạn sẽ nhớ nè. Đây, đây là cái chỗ mà ngày xưa Sam giận mình á, xong Sam leo lên tuốt trên kia. Sam ở trên đó. Còn mình á, mình phải đứng ở dưới đây, mình xây nguyên cái trái tim to đùng luôn để mình đứng bên dưới mình. Ờ, video của tôi chứ video đúng Phong 24 giờ Samilo Phong cần đó. Mấy bạn thích thì hãy xem lại luôn. Hay đúng lắm rồi. Luôn á. Video đó nha là Sammy giận mình, thế là mình phải đứng dưới đây, mình xin lỗi Sam quá trời quá đất luôn mà Sammy mới chịu tha cho mình đó bạn ơi. Ok. Hey, nói chung á là ngày hôm nay mình với Sammy đã quay trở lại ngôi làng Hero Team ở trong Mini World để thăm lại ngôi làng. Thì mấy bạn cảm thấy ngôi làng này mấy bạn có thấy nhớ hay không? Mấy bạn có muốn bọn mình quay trở lại Mini World để tiếp tục làm về Mini World hay không? Thì bạn hãy nhớ bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp tục gọi là một tập nữa về Mini World thì bạn hãy cho video này đạt được 50.000 like thì mình sẽ làm thêm một tập nữa nha. Đó, mình sẽ làm thêm một tập nữa của Mini World nha bạn nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi. Thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ đăng subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye. Hey, nói chung á là ngày hôm nay á là tôi chỉ quay trở lại ngôi làng này để thăm ngôi làng gọi là một chút thôi. Tạm biệt làng Hero Team trong Mini World nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye nha. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nói chung các bạn vẫn chính là kỷ niệm của bọn mình sẽ không bao giờ quên các bạn đâu. Tạm biệt nha, mình về đây. Thôi rồi Sam ơi, chúng ta cùng nhau quay trở lại Minecraft nào. Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi.